hiểu cái bài này á, Đức Thầy, Đức Ngài đã viết cái bài này cho chúng ta ngày hôm nay, cái bài gọi là Thiên Tâm Nhân Nhất Tụng Nam Mô. Để đọc lại cái bài này cho quý vị nghe nha. Mà một số người học quá giỏi không tin bài này là của sư phụ. Con nghe chăng tiếng gà gái sáng. Bài này viết khoảng giờ năm 1979. Thì lúc đó Đức Thầy đã mất tích rồi. Nhưng mà Đức Thầy đâu phải mất tích là mất đâu. Đâu phải là phải nói chuyện với cái ông đó thì ông mới cho là còn. Ủa Đức Thầy nói chuyện kia không được à? Phải không? Thì cái bài này là Đức Thầy viết nè. Con nghe chăng tiếng gà gái sáng, để đến kỳ đáo hạn ba thu. Ba thu ghi rõ ba thu, ấy là loài quỷ đến chu hạn kỳ. Cuồng phong nổi cuốn đi sóng đỏ, bão tố chìm xó bỏ cộng tay. Đó là chế độ về cộng xó đó. Chờ xem giận nước đang xoay, búa liềm tự quỷ tự thai búa liềm. Thử ứng nghiệm sấm thiên ngày trước, mới phân rành lúc được lúc thua. Chừng nào tên ngốc làm vua, thế gian cạo trọc thầy chùa có râu. Thời mạc giận biết đâu mà kể, quỷ lộng hành chẳng kể thần tiên. Chờ khi đá nổi lông chìm, đá là Đài Loan á, lông là Mao Dạch Đông á, là Trung Cộng á, là xuống thế á. Mao Dạch Đông mà tưởng cái thạch là đá. Chờ khi đá nổi lông chìm, chim hiền vỗ cánh là tìm về xuôi. Tức là chúng ta 6 triệu người, chó nhà sẽ vẫy đuôi đón chủ. Trà hoa xưa danh cũ giữ nguyên, Phật bà chứng giám, chứng giám thiện duyên. Hào quang chiếu rạng cửa thuyền sáng soi, trà hoa đạo phùng thời ứng dụng. Thiên tâm nhân nhất tụng Nam Mô. Mình ngưng chỗ này chút nha. Câu này á, một số người á, là họ không có hiểu. Họ cứ nghĩ kiệt là ham làm giáo chủ rồi ra đạo thiên tâm. Ở trong này á, kiệt đã từng nói cái đạo thiên tâm nó có trên trời hàng nghìn năm. Xuống thế gian vào năm 1979, cả mình cũng phải đeo cái dấu này. Mình chỉ tuân lệnh của cha. Theo cái bài Kính Thiên số 2 đó, là Kính Thiên đã chiếu xuống trần, mở ra chánh đạo, thiên tâm cứu đời. Ấy là ân phước Phật trời ban cho Thái tử là người lập ra. Bài đó là phải kiệt viết, của mẹ với cha viết xuống là cho cả triệu triệu Bồ Tát, các chư Phật lúc đó đang đứng hàng trùng trùng lớp lớp trên bầu trời, để mà cái bài đó ra đời thì mình mới có cái đạo hôm nay. Ban cho Thái tử là người lập ra, cái bài đó đã nói rõ luôn rồi. Kính Thiên là chiếu trần, lập ra chánh đạo, thiên tâm của đời. Ấy là ân phước Phật trời ban cho Thái tử là người lập ra. Đây là chánh đạo không tà, luôn luôn tu niệm Di Đà Quan Âm, tức là Tam Đại Tạng Kinh. Tu hành theo đúng thiên tâm, Phật trời là chánh, không thêm đạo nào. Bây giờ quá trời đạo luôn. Đạo Yoga của ông Lý Hồng Chí, đạo của sư cô và thượng sư, đạo của thầy Roma, đạo của thầy Thông Lai, đạo tùm lum hết, đúng không? Thì cha mẹ mới gom lại cái bài này, Phật trời là chánh, không thêm đạo nào. Tức là mình biết cha với học Phật thôi. Là mình thờ rất là gọn, chỉ thờ Thượng Đế, học Phật. Thế gian nay lắm lao đao, tà giáo xuất hiện, phong trào tu tâm. Họ cũng kêu mình tu ngồi lấy energy này học kiểu nọ, nhưng mà cuối cùng đâu có giảng, đâu có thoát luân hồi sinh tử đâu. Tà giáo xuất hiện phong trào tu tâm, họ cũng là kêu tu thôi à, chứ họ đâu có kêu đi chém người đâu. Nhưng mà cái đó mới là chết á. Lắm người tin tưởng sai lầm, phá phách thế gian chìm đắm u mê. Cho nên Thượng Đế ra oai, mở ra thiên tâm đạo này trừ ma. Vậy thì Thái tử nghe ta, từ nay làm giáo chủ phải oai phong, theo trời không mê theo sát phàm trần, tu sao cho xứng với ân thượng hoàng. Tức là nguyên cái bài đó không phải của Kiệt, mà cha nói trong đó. Thì từ thời năm 2017 khi cái đạo đã xuất hiện Thiên Long Sơn á, là có cái đó. Cái Kiệt cũng không có ham muốn gì hết trơn nha. Thì cái bài
Bài đó là để mà ban lệnh cho tất cả các thiên long bát bộ, các tầng trời để mà gia hộ cái dấu này. Cho nên tới ngày hôm nay đó, cái dấu này ai đeo rất là màu nhiệm, là vậy đó. Chứ nhiều người á, khi mà họ xuyên tạc á, họ chấp đủ hết. Ô cái đạo thiên tâm này do Kiệt lập, không dám đâu. Kiệt không có lập, trên trời có sẵn. Và nếu mà mình nói theo logical á, thế gian mình á, cả hàng nghìn năm ông bà tổ tiên mình thờ cái lon sữa bò á, thì nó cũng như thờ cái dấu hiệu này thôi. Thờ ông thiên, thờ ông trời. Kiệt chính là người đồ để đồ cái đạo này lại lập lại, để cho mình trở vào đường chánh đạo, không có mất thời gian, không có uổng một cái xác phàm lưu lạc. Thờ trời học Phật, đó là vậy. Rồi cái gom lại nửa đời nửa đạo, chứ không phải mà cứ mặc áo chàng cứ khum cái lưng vô chùa gặp ai cũng xá ra ngoài parking lot thì sân si. Rồi cái thầy kêu đóng tiền nhiêu mà cứ đóng, mình không có tu kiểu đó. Ở đây là mình tu bình đẳng. Kiệt ngồi đây Kiệt nói chuyện, có gì sai quý vị có quyền lên này livestream, Kiệt không có cãi. Kiệt có lỗi Kiệt xin lỗi. Cái lỗi nặng nhất là cái lỗi ngốc. Chứ không có lỗi gì hết trơn á. Nên sửa đường đóng người bị ngọng ngọng về Việt Nam nói tiếng Mỹ rồi. Mình trả lời khúc này nha. Trà hoa xưa danh người danh danh cũ giữ nguyên, Phật bà chứng giám thuyện duyên, hào quang chiếu rạng cửa thiền sáng soi. Trà hoa đào phùng thời ứng dụng, thiên tâm nhân nhất tụng nam mô. Nghe đạo thiên tâm này là chiếc thiền bát nhã, để mà mình theo mình được đi trở về trong những cái giờ phút mà trên thế giới đang đảo điên kiểu này, thì mình nắm được cái phao, mình leo lên được chiếc thuyền, là mình vừa có cuộc sống an bình, chờ đến Phật Di Lặc xuất hiện. Cái này chưa tính nữa, trong năm con bài á, cái thái tử thì Kiệt thừa nhận có rồi đó, là cái bài ngựa rồi. Còn con bài ốp là Phật Di Lặc thì phải chờ Đức Thầy lật nha. Minh Dương gì đó là phải chờ Đức Thầy lật nha. Rồi với cái ông nội đó, ông bắt lỗi câu là câu gì ta? Mình chỉ đọc sấm cơ thiên hạ tác cùng phong á, đừng nóng nảy sân si hư việt, phải để thời vua Kiệt hồi quy. Thì cái chữ Kiệt là viết bằng ca. Ông nói có nhiều người á, phân tích mỗi người mỗi kiểu, thì cái đó cũng là chờ Đức Thầy lật. Là từ đầu mình họ nói là cái này trùng tên, phải không? Rồi thêm vua gì đó, thì đó là để chờ Đức Thầy lật bốn bài còn lại. Còn giờ mình chỉ biết cái cây đầu tiên mình lật lên là cái bài kính thiên số 2 là thiệt, 100% triệu đó. Còn bốn cái bài up thì phải chờ. Cho nên cái này lòng từ bi của mình muốn nhắn gửi tất cả các vị xa gần, có nói gì cũng phải chừa có một ngày diện kiến Đức Thầy á, chứ không thôi là mất mặt hết. Không là đập đầu vô đá. Ở bên bên Hảo có câu nào đập đầu vô đá hả? Đập đầu vô gốc dừa hả? Sao vậy? Sao đập? À làm sao? Đừng có đóng mấy dừa phía trước với sao? Lấy cây cho ông nói. Lên sao? Tức là dặn ông cả đừng có đốn mấy cây dừa phía trước phía sau rồi để làm gì? Trước khi mà thầy để gần vô. Thầy lúc đó thầy còn ở nhà thì thầy có dặn ông cả khi tôi vắng mặt rồi thì đừng có đốn mấy cái gốc dừa phía trước phía sau nhà. Thầy Đức Thông mới hỏi chưa trả lời mà Đức Thông chờ ngài nói tiếp. Thì ngài mới nói rằng tôi vắng mặt một thời gian để thử thách tín đồ tôi, coi ai còn ai mất, ai siêu ai ngã ai bền. Mà khi tôi về rồi đó, nó không tin tôi, nó làm đi sai đường nên nó hối hận, nó đập đầu vô những gốc dừa này nó tự tử. Lý do để gốc cái dừa là như vậy đó thưa ngài. Thì mấy gốc dừa đừng đốn nha, chừa lại cho cái bác gì đó.
Cho nên cái gì mình cũng làm mà vừa phải thôi, không có cố ý gì hết. Mình thật sự không có phải đạo hảo, không có biết lễ nghi. À, mà con cũng đâu có nói gì đâu. À, bắt bẻ quá trời. À, tôi xin phép chấp dừng tại đây để tôi trình cái này. Tức là lúc Đức Thầy mà ngài ai mà đến xá ngài thì ngài nghiêm chỉnh, ngài cúi đầu. Còn lại ngài thì ngài không cho lại lý do. Nay có một lần đó cái ông Bảy Còn, tức là cháu nội của ông nội không phải là đệ tử ruột của Đức Phật Thầy Tây An, còn để làm lá phái, cái lòng phái đó của Bổ Sư Kỳ Hương đó, thì chư thần mới gọi ông Bảy Còn ba lần. Phật đã ra đời tái thế, tại sao con còn ở đây không lên trình diện? Lấy giờ cái mic lên cho cái vô âm thanh. Thì như vậy thì lần thứ ba nếu lên thì con sẽ bị tội. Thì ông Bảy Còn ông ở đây làm sao tôi biết? Nhiều ông đạo xuất hiện quá, nói, tại tổ đình Hòa Hảo. Rồi họ hỏi thầy Tư Hòa Hảo chính là Đức Phật tái sanh. Lấy cái này quay quay vòng vòng này. Thấy Đức Phật tái sanh thì sao con không lên con trình diện chào hỏi? Thì cuối cùng họ mới lên. Lên thì Đức Thầy lúc đó mà cứ cầm lên rồi quay vòng vòng thôi. Bên nhà Đức không hút á, mới là bước qua thì gặp ông Bảy Còn đấy. Hiểu không ông Bảy? Chư thần mời ông lần thứ ba ông mới lên đây hả? Thì ông mới xá thầy, ông lại thầy, thầy nói tuổi của phần xác đáng con cháu của ông lại thì ông lại cụ quyền lại ngôn tam bảo đi, đừng có lại tôi. Như vậy thì từ sau đó là không ai lại thầy, thầy từ chối, thầy không cho. Lý do mà thầy từ chối là vì thầy đi theo cái thuyết hòa bình, cái thuyết nhân ái bình đẳng của Đức Phật, của Đức Thế Tôn, cho nên ngài không cho lại là lý do đó. Thì xin hết. Nhưng mà con qua Mỹ nhỏ cũng chẳng biết Hòa Hảo là như thế nào. Ngày đầu tiên rất là lâu rồi, lúc đó sư phụ về bắt đầu giống như móc trong đống bùn ra vậy á. Bắt đầu xịt nước cho sạch lại không, rồi rửa lại không. Ngày đó ta là Đức Thầy, cái mình hỏi ngược lại ổng, Đức Thầy là ai? Con hỏi Đức Thầy là ai, ở đâu? Ta ở Hòa Hảo, mình cũng chẳng biết Hòa Hảo là ở đâu luôn. Ta ở gì gì đâu, ông nói một đống, cái gì cũng không biết hết. Ngày đầu tiên tức cười vậy đó. Sau này từ từ á, mình mới... Đức Thầy hả? Cái này chuyện bí mật. À, nhưng mà ngài rất là trẻ, không bốn mấy à. Đúng rồi, không. Mắt lông mày phượng, mặt vuông. Nhưng mà mình nói cái này nha. Không, mình nói mình chỉ tất cả ai cũng là tu hết, nhưng mà đừng có ngồi đó mà vẽ voi. Tới ngày hôm nay rồi còn chấp quá vẽ voi, chỉ có đọa địa ngục thôi, Đức Thầy cứu cũng không được á. Tại vì xúc phạm đến cha mẹ là đại trọng tội á. Từ từ đâu còn có đó. Tức là mình là cái gì cũng vừa phải. Đừng có giống như một những cái người gì họ ích kỷ hay là gì họ quá chấp, thì họ thành ra những cái ngã mạn, ngông cuồng. Nhìn theo, cứ tính theo cuốn sách, tính theo cái trí phàm, tính theo cặp mắt thịt thì là sai. Mà sai từ nghìn đời mà tất ngày hôm nay vẫn chưa học, thì mình chỉ nói là phải chờ á, chờ có ngày có mặt mũi để gặp Đức Thầy á. Nếu không á, đập đầu vô mấy gốc dừa, đừng có nói gì sao, mình không có nói trước. Hay là Phật. Ok, đọc thơ tiếp. Còn đâu thiên tâm nhân nhất tụng Nam Mô, tất cả họ thiên, Đức Thầy khuyên phải tụng Nam Mô nghe. Cái này bài của Đức Thầy á, thì mới qua 10 chết 7 còn 3 chết 2 còn 1 mới ra Thái Bình. Thì là những đứa con họ thiên á, là thời đó là năm 80, hôm nay năm 22, bốn mấy năm phải không? À, bài này bốn mấy năm. Thiên tâm nhân nhất tụng Nam Mô, còn đâu chủ thuyết tam vô ba thu nói tiếp sóng to bủa tràng, đáo bồ đề giặc tan ai rõ, pháp nạn mùa chịu khó chịu tai,
Cơ trời có trả có vay, thiên cơ đã định khó thai khó lường. Thời cơ tới nhiễu nhương khắp nước, ráng tu thân mới được chứng tri. Còn đâu những đứa vô nghì, đó, còn đâu những đứa vô nghì, năm loại đứa đó. Mình thường nói trong nó có năm loại, mà cái loại mà cầm mã tấu chạy thì mình không có trách nó nha, cởi nó mày xuống địa ngục mà mày đầu thai thành súc sanh chừng vài nghìn năm thì không sao, là tự nhiên nó gây nghiệp. Nhưng mà mình đang buồn giờ loại đang tu á, cũng là vô nghì á, là tự vì chấp quá. Còn đâu những đứa vô nghì, còn đâu những kẻ khinh khi Phật trời. Nay ta giảng lời cơ dạy kỹ, các con dù trời Mỹ trời Âu, trời Đông Pháp Phật nhiệm màu. Lúc đó các chư vị trên trời làm gì biết mình đi trời Đông trời Mỹ trẻo. Mở bài thơ này là mấy vị đã biết trước mình là đi khắp thế giới nè. Trời Đông các con dù trời Mỹ trời Âu, trời Đông Pháp Phật nhiệm màu. Quy về một cõi hẹn câu tao phùng, vua hiền với tôi chung hiệp nhất, tạo cơ đồ chung lực quốc gia. Trà hoa là đạo của ta, hoằng khai chánh pháp Phật bà thưởng ban. Cùng các đạo thế gian thờ kính, Phật Chúa Trời tột đỉnh hào quang. Ba ngôi có Chúa rõ ràng, mười phương hữu Phật vẻ vang tương hòa. Thuyền Bát Nhã Phật bà ngự trước, Phật Thánh Tiên lần lượt giáng lâm. Độ cho những kẻ thiện tâm, nhân lành gieo khắp nghìn năm cứu đời. Nay ta tạm bế cơ chờ đến, thời cơ sau đón lệnh pháp truyền. Trà hoa giữ lấy tâm nguyện, giúp đời hành đạo hữu duyên hữu phần. Thầy bài cơ này bỏ trên Facebook của kìa, nhưng mà tại sao mình đọc lại? Là vì nó có ý nghĩa và nó gây xáo trộn cho một số năm thứ vô nghị.